Ui, có thằng nhảy em ơi. Kia kia, theo theo theo. Ngạc kiến châu. Ủa, không biết là nó có nhìn thấy mình không nhỉ? Rồi, hết qua, mình là Linh đây. Ui, hai hit thôi, nhẹ nhàng. Rồi, hôm nay chúng ta gọi là cố gắng. Ủa, chết luôn kìa. Ui, nó bị thích mình. Ui, thằng đấy mình nghĩ là chỉ cần một chém nữa thôi là nó chết chắc rồi. Anh em đừng tiếp mà nhìn kỹ lại khẩu súng AK-47 Legend này, gọi là cũng không biết gọi là thân thuộc không, bởi vì mình nghĩ là nhiều anh em không được chơi đâu. Thì đây cũng gần như là hình ảnh sắp như là cuối cùng rồi, bởi vì súng này cũng chỉ là súng ngày để AD cấp cho mình để test thôi, nên là chúng ta phải cố gắng làm gì thì làm nốt đi trong ngày hôm nay. Ui, không chết kìa. Thùng một đi. Ui, không được. Má. Ôi em, nói chung là cái clip này mà thực chất là vui vui một chút, tức là mình vừa test cái khả năng cận chiến của nó, xem nó mạnh đến cỡ nào. Ê, ui, đau quá, đau quá. Ê ơi, cứu em. Ui, vai thật. Quả đấy không có con hero kia nó bắn phụ ở trên là mình cũng hẹo chắc rồi. Và mình chỉ được cận chiến thôi anh em nha. Nói chung là nãy giờ được 3 mạng rồi. Nó vừa vào cái các bạn là mình chỉ đợi cái thời gian cuối game thôi. Bởi vì cái khẩu súng này cận chiến rất là mạnh, cuối game kiểu lực ATK nó tăng cao nhá. Thôi cái lúc đấy thì cứ một hit hai hit là chết một thằng thì như vậy là vui rồi, không cần nhiều. Ui, đẹp thật. Mình thấy đa số anh em là thích kiểu AK-47 Legend phiên bản mà thiên thần hơn, ác quỷ. Nên là hôm nay mình quyết định là cầm cái khẩu này em này trước, nếu anh em thích mà mình cũng chơi kiểu chơi này, nhưng mà đối với em ác quỷ thì đừng quên like giúp mình nha. Thực ra là mình rất có ấn tượng hơn khẩu ác quỷ, nhưng mà thôi nói chung mình theo số đông anh em ạ. Anh em thích khẩu nào thì mình chơi của đấy, chứ còn thời gian nó bây giờ nó có hạn hẹp rồi. Là chúng ta sẽ cố gắng quẩy hết sức có thể thôi. Anh em đừng quên để lại một like giúp mình. Rồi vậy thôi, chúng ta bây giờ chúng ta tập trung chơi. Các bạn cái này không biết là tập trung chơi cái gì, anh em kiểu đi thông đít rồi. Ui thằng này. Một giây mà còn là một tích tắc nữa thôi là nó hẹo với mình rồi. Phải nói là cái ba phát hit, ba phát chém của nó lợi hại thật. Với cả nó nhanh, nó quá là nhanh em ạ. Đây là chẳng hạn chém ba hit đầu mà không chết thì cái loạt thứ hai ấy, cứ liệu chừng đấy, có chừng là sấp mặt. Hát thằng đồ to nó cứ gì mình từ đấy thôi. Ôi, mình nói chung là mấy con kiểu to người thế kia thì anh em nên tránh. Chứ nó khỏe lắm, không thông chết là nó đâu. Ui, thôi. Ôi, đây. Wow, 3 hit chết một con. Ui, không được. Mình thấy là 3 hit, tầm này là 3 hit, kể cả không cần trúng đầu đâu nhá. Nhưng mà ít nhất một hit trúng đầu ấy thì sẽ một con đầu nhỏ sẽ chết. Wow, là cái khả năng của nó quá kinh khủng. Ui, hiếm, mình phải nói là rất là hiếm vũ khí cận chiến nào mà nó có cái khả năng mà không cần phải bắn mà nó vẫn làm cận chiến được. Nó chỉ có loại Legion này thôi. Và cái giọng này thì anh em được sở hữu thì nó ngon quá. Từ từ nó trong chế độ AI nó có cái triệu hồi là cực ngon này. Trong ui giời tôi xong rồi. Hôm nay mình đã tránh chơi ác quỷ để còn đỡ làm đồ to rồi. Kiểu thấy sang bắt quàng làm họ ấy, thế là cứ thấy giống đầu to nên là bắt hóa ấy. Nhưng mà ai dè thiết thần nó cũng bắt hóa luôn. Con này có nhân vật mới đấy. Ây à. Ở đâu ấy? Má, mình cầu huyết thanh nữa rồi. Đứng lại, ôi đời. À đây, lại có bỏ lạc ở đây này. Ui, mình xin. Ôi kìa. Cái con nhân vật mới nhìn đẹp nhỉ? Ở nick này có nhân vật mới em ạ. Thế là tí mình sẽ ra thử xem nó có khả năng gì đặc biệt không. Hôm trước mình xem thấy chỉ cái trailer ấy thì nó có cái khả năng... không biết là do vũ khí cận chiến nó có chức năng đặc biệt hay là do nhân vật nữa, nhưng mà... có cái hay lắm, nên là mình sẽ thử xem như nào. Bởi vì có khi mình sẽ làm một clip riêng về nhân vật. Mình cũng có chơi, sáng nay mình anh em đến là mình cũng có chơi nhân vật mới đấy, nhưng mà em chỉ nhìn thấy tay nó thôi, không nhìn thấy người nó đâu. Mình sẽ sâu gọi là vòng 1, vòng 2 các kiểu cho anh em xem nguyên một clip luôn cho nó nhìn đã mắt. Nó chưa hết được bọn này, xong rồi mình cào nãy giờ vẫn còn đâu nhỉ. Ôi. Chạy đâu em ơi? Chạy. Mày, hoa cứ nhảy. Rồi, cố lên.
Còn 1-2 thằng nữa thôi. Ui, xong rồi. Đi 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 đi. Ờ, mình xin. Hoan được 6 mạng rồi này. Ủa, đây đây đây. À, à, thằng nhân vật mới. Wow. Cái này con phiên bản thiên thần đấy. Đấy, thiên thần đấy. Thôi cái trò này nó xưa lắm rồi. Nó sẽ quay nhảy quay 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 ở trên cái thùng đấy mà. Nhưng mà cứ đứng đấy thôi, mình anh em đừng cứ vội vàng mà nhảy xuống đuổi nó là coi như là bị lừa đấy. Ôi. Sau gọi là một hồi cận chiến thì được có vài mạng thôi mà nó bắt làm đầu to rồi. Nên chúng ta phải từ từ. Cận chiến từ từ lại không nó lại làm đầu to nữa đấy, khỏi chơi đấy. Ô chứ mất hết thành rồi này. Ui. Ô phải. Quả đấy bình thường mình hẹo rồi chứ. Ngon. Rồi. Bây giờ phải rình rình thế nào cơ. Bây giờ. Đây chỗ đó đang bắt đầu to đây này. Ôi tôi xong rồi. Có một ma. Chết. Ui có đầu to kìa. Ui nhảy chết. Đây. Thôi xong. Mất to hết thành rồi. Thế con đồ to quả đấy nháy ngon thế nhỉ? Bây giờ mình chỉ cần mong, chỉ cần một cận chiến một con đồ to nữa thôi là mình vui lắm rồi. Ui, con sàn nữa nó đuổi theo mình. Đứng lại! Ui! À, con sàn nó khôn thế. Quả đấy mình chạy, mình đuổi ham đuổi nó quá thế là Pipi nó chặn đường luôn rồi. Ui. Kìa. Ui. Thanh niên này phải giàu lắm này, thề luôn anh em. AK Legend nhân vật mới, phải nói nó mắc VIP rồi. Ghê thật. Đủ. Không biết là danh gọi là cao nhân phương trời nào mà đã tay vậy. Nó súng ngon rồi. Đủ. Nhìn nhân vật, nói chung anh em chỉ cần nhìn thấy nhân vật là đã thấy đẹp trai rồi. Vì con nhân vật đấy rất là đắt. Mà anh em có sở hữu từ đấy đến VIP 7, VIP 8 thì phải một số tiền khá đấy, đừng có không phải đùa đâu. Ui, có bóng ma kìa, bóng ma thì mình hơi sợ chứ còn bóng... mấy con đội nhỏ mình thấy mình thông ngay, mình không ngán. Đấy, bóng ma, ui, mày, ui không được, cái hit cuối cùng kia mình chậm nó hơn nó một xíu, không là mình nghĩ là có cơ hội. Ui, chúng nó thầm du rồi, khó đây anh em ơi. May quá không bị nó vụt chết. Quả đấy may con đồ nhỏ nó chuyển sang để hồi máu. Ok không chết kìa. Mày không chết. Wow, thằng ấy nó còn đang hóa luôn mày ạ. Nhưng mà quả đấy mình thọc cũng nhiều phát phết đấy, phải 4-5 hit mới chết được. Đây rồi. Cái này cận chiến sướng quá anh ạ, thật. Cái này mà anh em đấu dao ấy, chơi đấu dao mà được cầm đi nhờ. Thì nó cũng khác bọt đấy. Cầm đấu dao cho em chẳng ai khẩu súng không được bắn, anh em chỉ cận chiến thôi. Cầm cái này cận chiến, ôi. Có mà chấp cả thiên hạ luôn. Bố thiên hạ. Đó à, mày có chạy không, mày có chạy không? Em hết thanh. Ngon. Ok, PT. Đồ nhỏ thì nó thoát gần hết rồi anh em, bây giờ toàn xà nữ thôi. Xà nữ với cả con bóng ma. Ôi đây, nó thoát luôn rồi. Ui. Chơi cái súng mạnh thì mạnh nhưng mà chỉ bắt nạt với con đồ nhỏ thôi. Ui. Chúng nó thoát hết rồi anh em ạ. Phải thật. Ui, con bóng ma. Ui, nó chạy xa quá rồi. Ôi anh em cảm nhận thế nào? Thực ra đây mình chưa thấy cái luật chơi này nó sướng, bao giờ nó cảm giác nó sướng cả từ khi cầm em này đúng không? Ui, bắn chết làm gì đồ. À, cố bắn chết đâu, quả đấy mình thông cái dữ hẹo rồi. Ui, nhanh, cố gắng đi xem có la liếu nó mạng nào không? Ui giời, ui. Mình gõ, mình lấy cái chảo quần phát mà. Ôi, con kia rồi. Ôi, có ghi vậy thôi, nói chứ là thêm một khẩu súng. Nói chung cái sát thương cận chiến thì anh em cũng thấy rồi, cũng không muốn nói nhiều nữa. Thế là thôi, anh em hy vọng là anh em thích bản live của mình. Wow.
Để chúc em một ngày vui vẻ.